Dạ vâng, xin được gửi lời chào cũng như lời chúc sức khỏe đến toàn thể các anh em yêu thích và đam mê đồ lính. Chúc em có một ngày cuối tuần vui vẻ và ấm áp bên gia đình. Thì hôm nay em sẽ lên một cái video ngắn rất là đặc biệt, giới thiệu cũng như là thử thách với anh em một chút, đó là tìm hiểu về cái sự hiểu biết cũng như là cái nhận định của anh em về một cái bộ sản phẩm mới này. Đó, như anh em nhìn sơ qua nhé. Bây giờ thì em sẽ nâng cao cái máy quay lên để em cho anh em nhìn rõ hơn về cái sản phẩm này. Đây, anh em có thể nhìn thấy không ạ? Có một cái bộ sản phẩm với cái tông màu ngụy trang kiểu K07, mẫu họa tiết dần di bản to, rất là đặc trưng. Em thì em cũng hiểu về sản phẩm này rồi, nhưng mà em cũng muốn anh em có thể là vào xem video giải trí. Anh em thấy hay, thấy hữu ích thì hãy cho em xin một like cũng như một đăng ký kênh để ủng hộ shop em hơn. Và anh em có thể bình luận cũng như là tham khảo, cùng nhau tìm hiểu thêm về sản phẩm này nhé. Đó. Đây ạ. Full bộ nhá, gồm cả quần và cả áo này. Anh em nhìn thấy chưa? Rồi, đấy là một cái nhìn tổng quan. Thì bây giờ em sẽ cho anh em xem về cái chi tiết sản phẩm rõ nét hơn. Đó. Cái thứ nhất là về quần đi, em sẽ giới thiệu về quần này. Đây, quần là dạng chun nhá. Cạp là cạp cặp cặp dạng thun chun đây, và có dây giải rút rất là to để chúng ta thít lại. Đó. Cái chất vải này là chất vải của mẫu K07 đời đầu nhé, mẫu K07 đời đầu. Và em cho anh em xem một số thông tin luôn, đây là số 5 này, số 5. Và cái tem mác của tổng cục hậu cần là tem tím nhé, tem rất là cổ đó. Anh em nhìn chưa? Đây, công ty cổ phần X20 sản xuất này. 09 là mẫu này là sản xuất năm 2009. Từ đời cũ tí luôn. Đó. Nhưng mà vẫn mới nguyên nha anh em. Mới nguyên đây, anh em nhìn thấy này. Hàng mới là anh em nhìn nó biết ngay. Đây. Những cái thớ vải nó vẫn còn nguyên si. Đấy, nó không bị xù, bị xước. Đó. Và nó không bị nhạt màu nhé. Đó. Nó dạng như mẫu K07 đời đầu và là dạng quần cộc. Đó. Quần thì vẫn là có cái co. Đây. Co viền quần vào để cho nó ôm phần đùi nhá. Thì cái cỡ số 5 này thì nó khá là rộng. Đấy. Ví dụ như cho anh em tầm 60 cân đổ lên mặc là đẹp. Quần này thì thoải mái này. Quần này thì 60 cho đến 80 cân cũng mặc được, nhưng mà áo. Đó. Đó là về quần nhá. Quần thì nó cũng không có gì là đặc biệt lắm. Vẫn là cái dạng chun này. Đó. Bộ cộc này thì mặc vào mùa hè rất là đẹp luôn và cực kỳ là mát. Đó. Về dạng áo nhé. Áo thì cái gấu áo là dạng bo chun này. Dạng bo chun thì là đặc biệt là những bác nào bụng quá to thì mặc sẽ không đẹp. Đó. Bụng quá to thì mặc nó sẽ bị hếch, đúng không ạ? Nên anh em nào cứ tầm 60 đến 70 cân là mặc nó rất là đẹp luôn. Đó. Đây, bo chun nhá. Bo chun này. Đây vậy, vẫn là cái tem tím này. Tem tím này, anh em có thể nhìn thấy. Đó, cúc là vẫn cúc dấu nhá. Hàng này hàng đời đầu nên là sẽ không có phù hiệu quyết thắng cũng như là phù hiệu của từng lực lượng binh chủng riêng. Đó. Nên là anh em có thể là dựa vào cái sự hiểu biết của mình xem đoán xem bộ này nó là thuộc lực lượng nào. Đấy, anh em hãy cứ bình luận ở bên dưới để chúng ta cùng tham khảo nhé. Rất là hay đúng không ạ? Đây, em cho em xem luôn. Túi thì có hai túi thôi, túi thì chỉ có hai túi thôi, dùng nhám nhé. Đấy, dùng nhám dài. Đó, túi này, phần ống tay thì cũng có co rút luôn. Đó. Để cho nó ôm tay, nhìn cho nó khỏe khoắn và đẹp. Đó, và anh em thấy không? Phần nách này có hai lỗ thông hơi luôn, vải nó khá là dày là cần lỗ thông hơi. Đó là đặc biệt nhé, vẫn là cúc dấu này. Đó. Đó thì là một cái bộ sản phẩm này rất là cổ và cực kỳ là hiếm luôn. Em mới sưu tầm được có 4 bộ, duy nhất số 5 thôi. Đó. Ví dụ như bác nào tầm 60 cân là mặc là đẹp. Người nhỏ quá thì cái quần nó hơi rộng, như cái áo thì bình thường. Và cái áo này có hai cái là chúng ta có thể mặc đi kèm với những bộ quần áo dài được. Cái quần áo dài mặc đi chơi rất là đẹp luôn. Thì cũng là một cái video ngắn thôi, chia sẻ cho anh em về một cái mẫu sản phẩm hàng đời cổ rất là hiếm. Đó.
Anh em có thể dựa vào sự hiểu biết của mình, hãy cho em thông tin và bình luận ở phần bên dưới nhé, để chúng ta cùng tham khảo cũng như là trao đổi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.